Rồi, mình chạy anh nhìn anh em nhìn bê tông là anh em thấy ha. Khô nhớt anh em. Không phải khô nhớt mà là không thiếu, không có nhớt luôn á. Thiếu nhớt bôi trơn, mặc dù chuyện này dùng nhớt Ubuna nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay thì có một chị khách ở cũng cùng tỉnh luôn. À, mấy nay thì cũng khá là mới anh em, mà chỉ có một chị mắc một sai lầm là máy thì mới mà về là bị này mình chạy anh nhìn anh em nhìn bê tông là anh em thấy ha, khô nhớt anh em. Không phải khô nhớt mà là không có nhớt luôn á, thiếu nhớt bôi trơn, mặc dù chuyện này dùng nhớt Ubuna nha anh em. À, sử dụng nhớt Ubuna nhưng vẫn gây ra tình trạng xước trái và xước cả bạc luôn. Nói chung là cái này là phải thay bê tông bạc mới rồi anh em. À, hên thì cái nòng vẫn còn giữ lại được, chứ còn mà thay luôn cái nòng nữa thì ốm tiền. Thì chị có mắc một sai lầm đó là nhớt pha thì vẫn đúng tỷ lệ 130 ha, dùng rất là ok, nhưng dùng trong ngày không hết và để sang hôm sau mới dùng tiếp á, thì chị không có sóc cái bình lên, không có sóc bình lên mà chị đổ trực tiếp nhớt, đổ trực tiếp xăng trong bình cũ từ hôm qua thẳng vào bình của máy luôn, và chị dùng thế là ra đi cái bê tông này ha. Thế là ra đi cái bê tông liền anh em ha. Đó, đi ngay 5 xị liền anh em. Đó, thì giờ thì sẽ thay bê tông rin luôn nha anh em. Bê tông rin và bạc rin lại cho chị. Thì nói chung là video này cũng ngắn thôi. Để nói chung là anh em xem rút kinh nghiệm. Thì mỗi lần chúng ta dùng pha xăng, pha vào nhớt rồi đúng không? Nhớt pha vào xăng rồi đúng không? Chúng ta dùng hết một ngày, nếu mà không hết để qua hôm sau á, thì anh em trước khi đổ vào trong bình xăng lớn của máy thì anh em nên sóc lên ha, cho xăng và nhớt nó đều với nhau đã rồi chúng ta dùng nha, chứ đừng có bị mắc tình trạng như chị nữa là tiêu nha anh em. Mất công đi một quả bê tông. Cái này đi một quả bê tông rin rồi anh em. Xước khuôn thì thiếu nhất nó trầm trọng luôn em. Đó, mà may là mà cái nông vẫn ngon nha, đây nông hãng nha anh em. Nông hãng nói chung là vẫn ok đó, hơi tối có thui à, nói chung là nó cũng rất là ok anh em. Cái này thì chúng được vệ sinh lại là rép lại chạy bình thường thôi. Hay nông hãng cái con nào Trung Quốc là nó đi luôn một cặp luôn rồi anh em. Nếu mà nào Trung Quốc mà gặp thiếu nhớt như vậy là đi luôn cả bộ luôn rồi đó. Nhưng mà nông hãng thì nó chỉ đi bê tông thôi. Rồi ok, nên rút kinh nghiệm nha.